Nhưng mà rồi, tôi chắc là Kira rất là thích con Yasuo này, tôi nghĩ là nó sẽ anh ta sẽ được đánh không? Vẫn chưa xong nha, vẫn chưa đổi xong nha. Đang xoay. Rồi Faker đánh Yasuo, vô thế rồi. Rồi Lee Sin hỗ trợ luôn. Lee Sin hỗ trợ. Kira từng đánh con Lee Sin carry đường dưới rồi. Hợp lý, một sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng rất là đột biến đến từ bên phía của Team One. Nó khiến cho thậm chí là cả chúng tôi cũng bị loay hoay ở trong cái giai đoạn hoán đổi tướng. Hãy cùng chờ đợi xem là liệu ván đấu thứ hai có thuộc về Team One hay không. Xin nhắc lại lần thứ ba ở trong ngày hôm nay là nếu như Team One thắng hay không, họ sẽ giành lấy ngôi đầu bảng từ tay của Genji. Đó sẽ là cái mục tiêu dành cho phía của Team One ở trong ván thi đấu này. Ở ngôi vị đầu bảng là cái ngôi vị mà tôi cảm giác như thể hiện được cái ý đồ cũng như là cái khát vọng để có thể vô địch, ít nhất là như vậy của các thành viên đến từ bên phía Team One. Và số ván thắng của bên phía Brion thì dừng lại ở con số 1 trước Hanolai Sport. Dù gì thì bộ đôi đường dưới của Team One vẫn đang bị áp lực khá là nhiều trong khoảng thời gian ban đầu này, khi còn Lee Sin của Kera vẫn chưa có đủ 3 cái kỹ năng, và thậm chí là Ti di chuyển thẳng ra đường, họ muốn băng trụ, họ đang nhắm vào Guma Yushi, tất cả mọi thứ dồn vào, và đó là chiến công đầu. Sau đó trụ bắn phát cuối, Gaming nằm xuống, phần còn lại của bên phía Brion đang phải đi bộ ra. Kera đang di chuyển tới, nhưng ta mới chỉ cấp ta vừa lên kịp cấp 3, tấn công vào Delay. Delay vẫn còn tốc biến, và ta tốc biến xuống, Kera lao theo, có Ti ra hỗ trợ. Delay còn một chấm máu, Kera đánh phát cuối cùng đã có điểm hạ gục, sau đó chuyển qua tấn công vào Ti, người cũng không còn nhiều tài nguyên lắm, sau găm vào đại địa chấn và đấm hết cường cuối cùng. Kera chưa đủ tâm để có thể ra đòn. Dù gì thì bên phía của Team One, họ tôi nghĩ là họ cũng đã chính xác, là bên phía Brion cũng làm được cái mà họ muốn, là cố gắng tấn công vào khu vực đường dưới của bên phía Team One. Họ cũng đã tính toán, cũng tôi nghĩ là khá tốt rồi với cái đợt lính tràn vào. Chỉ tiếc là như đã nói, cái khả năng chống cự của bộ đôi này từ bên phía Team One trong trụ đó nó vẫn là nhiều. Chưa kịp vào thì lính cũng đã hết, với một cái cuốc chim khả năng dọn dẹp lính từ tầm xa đến từ Kira, với những cái tình huống di chấn địa chấn cũng cao nữa. Rồi, Delay đang bị tấn công, anh ta cần phải có sự trợ giúp. Ui, đó tình huống căng dây làm choáng, nhưng Kira cần hai. Anh ta đủ sát thương để có thể... À không. Để có thể nằm xuống, sau đó là Guma Yoshi cũng đang bị kẹt lại ở chỗ này, và đó là một thiết bản vào đầu. Quá nhiều khoảng trống dành cho anh ta nãy giờ chỉ cần đi farm mà thôi. Trong suốt một khoảng thời gian dài, và đồ của anh ta thì cũng khá là nhiều. Khoảng trống cũng đủ để cho bên phía của anh di chuyển ra khu vực hang sứ giả sớm. Ti cũng đang có mặt ở đây. Toàn bộ đội hình của Ron đang di chuyển vào. Delay có chiêu cuối nhưng không có pha tiếp cận thành công. Ti là người lo trước, Delay là người làm bao tàu sau, nhưng không có sát thương chồng vào. Họ vẫn đang nỗ lực để dứt điểm Guma Yoshi. Guma Yoshi nằm xuống, con Na này hất được rất nhiều người. Ti One đang gặp một chút xíu khó khăn, một tình huống khúc ca lan tỏa đã bị chặn bởi tường gió và nó không có nhiều tác dụng lắm. Ti One vẫn đang tràn lên tiếp và họ gặt tất cả mọi thứ trên đường đi của mình. Sau ông Von cước bay vào, Ti không chạy được làm mạng cho Kera, và đó là pha giao tranh mà bên phía của Brion đã mất 4 người. Lava mà vào cũng... trong pha này là đi rồi, nhưng mà lava quá là xa. Ôi, cái tường gió tôi tưởng là mất. Và điều mà tôi nghĩ là đáng tiếc nhất đó chính là cái thiếu cái lượng sát thương găm giáo của Gaming nữa. Nếu như trong vườn thú vừa rồi mà có, thật ra cái pha đó là cái pha giao tranh mà không thể nào tuyệt vời hơn rồi nha. Ở cái mặt gây hình khống chế dành cho đội hình đến từ bên phía Kurion. Và tới thời điểm này thì cái khoảng cách giữa một số vị trí then chốt của hai bên nó đã bắt đầu nhiều. Ví dụ như là bộ đôi đường dưới của Tiêu Anh hiện tại đang khá là khỏe. Rồng thì Tiêu Anh cũng đang kiểm soát. Ti đang không hề có bất kỳ một ý định nào can thiệp vào con rồng thứ hai này. Và chắc là Brion chỉ hy vọng rằng con rồng bản đồ này nó bản đồ rồng xấu thôi. Câu được ước thấy. Thật ra pha giao tranh vừa rồi phải kể tới một tình huống đá nổ lực cứ rất là tốt đến từ Kera. Bởi vì như đã nói, cái bài toán gây găm giáo đến từ Gaming triển khai là bởi vì anh ta bị đá ra. Thì đó là pha xử lý cũng tương đối là ổn. Rồi, tưởng chừng như sở hữu Seraphine thì cái đội hình của phía Rion sẽ hướng tới một đội hình siêu hồi phục. Nhưng rõ ràng điều đó nó không xảy ra khi mà họ có được những cái mẫu chất tướng ngoài Senna ở khu vực đường dưới. Ngược trở lại, cái khả năng hồi phục mới chính đang là trong những cái điểm mạnh của phía Team One. Shot bị tấn công ở đường trên, thôi nằm rồi. Chạy lên phường. Pha này thì anh ta không có tốc biến. Honor thì đã có cho mình cái đai tên lửa hashtag, và anh ta vẫn còn tốc biến trên người. Thậm chí là ta không cần dùng tới chiêu cuối để có thể có được pha dứt điểm, bởi vì đội hình của Brion đang đẩy xuống dưới. Chỉ là Kera đã biết, và khi mà anh ta đã biết thì rất là khó cho Brion để có được điểm hạ gục. Và anh ta còn kêu Faker di chuyển xuống dưới để hỗ trợ.
Lốc xoáy được bung sớm, lava đang tới. Faker buộc phải dùng răng trỗi vào đối phương để tìm đường chạy về đường giữa, nhưng anh ta không thành công trong việc bỏ chạy và anh ta là người nằm xuống trong pha giao tranh này. Khoảng trống được tạo ra cho bên phía Brion để đẩy tiếp xuống đường dưới, vẫn là mục tiêu cũ. Kerea là người được chọn. Thì anh tôi nghĩ rằng họ đã rút kinh nghiệm sau pha sứ giả đầu tiên rồi. Cái góc để ăn một con sứ giả trước mặt đội hình của Brion nó quá nguy hiểm và họ đang sẵn sàng nhường đối phương ở trong hang sứ giả để có một góc di chuyển vào đẹp hơn, và Honor đang là người tổ chức một pha tạt từ phía cánh trên xuống. Sứ giả vẫn đang bị tấn công bởi phía Brion. Honor đã vào vị trí sau bom găm vào người của Sword, người chuẩn bị biến thành na khổng lồ, và anh ta có thể ngăn chặn được hai thành viên của T1 bên góc bên này, nhưng lượng máu của anh ta không còn nhiều nữa. Faker hiện tại cái đông không có lốc nổ long cước vừa rồi đã được sử dụng. Honor lao vào và đó là combo kinh điển của Yasuo Diana, không thể nào đẹp hơn nữa. Và toàn bộ đội hình của Brion đang cố gắng chống cự trong tuyệt vọng nhưng không thể nào chống cự lại được khi mà cái combo đó đã thành hình và họ đang mất ba người, chuẩn bị là người thứ tư khi mà Sword đang bị chém bên phía bên này bởi Zed và Gumayusi. Triple kill dành cho Zed, Lava là người cuối cùng còn sống sót nhưng ta cũng không thể nào sống được lâu nữa khi Kerea đã dứt điểm, đó là quét sạch cho T1. Combo đó chắc chắn sẽ vào highlight của tuần ở trên những trang chủ, ở bất kỳ một cái trang chủ nào của Liên Minh Huyền Thoại. Một combo quá kinh điển, một pha gom người tốt đến từ Honor và tạo ra cái trăng trối kết hợp cùng với cái đặc mệnh đến từ Zed nữa. Họ tấn công ở ba cảnh khác nhau. Và thật ra thì trong đầu của tôi khi mà đội hình đến từ bên phía quanh họ hình thành cái lớp này á, thì tôi sẽ cộng kèm thêm cả cái nổ long cước cuối cùng đến từ Kerea nữa. Pha thi đấu đó là cái pha thi đấu mà Kerea cũng đã đá được, đá được shot ra khỏi cái vị trí khác rồi. Ừ. Và nó tạo ra cái cục bốc để hệ tấn công dành cho Honor từ trước. Và hoàn toàn đồng ý. Vừa rồi thì cũng đã sở hữu được cho mình đó con rồng nguyên tố thứ 3 rồi. Thậm chí cái lối lên trang bị rất là nhiều sát thương đến từ bên phía của T1 nữa. Họ không lên những món trang bị mang thiên hướng chống chịu bởi vì họ đang tin vào cái khả năng combo combo của mình. Và cái sức ép đẩy đường đơn nữa chắc chắn sẽ nghiêng hẳn về cho bên phía của T1. Đặt mệnh cắt vào người của sắp. Ui. Nó mưa gì đâu chém đấy. Như phim luôn. Nhìn nó hơi này, ảo luôn. Thú thật với anh Lương, tôi ngồi tôi xem tôi đau giùm. Ở nhìn đây tình huống cố gắng để thầy phản ứng ngược trở lại. Giật ngược lại, đứng đợi sẵn. Và đó là một tình huống mà Zed vẫn đang quẩy đồng đội của ta đang tới. Đó là Kerea và không thể nào dứt điểm được hai con tướng hồi máu quá nhiều này. Và sau đó Honor tới là người dọn dẹp tất cả mọi thứ. Umti là người đầu tiên nằm xuống. Lava đang cố gắng né nhưng ta cũng không thể nào né được. Anh ta cũng nằm luôn nhưng cuối cùng thì Zed cũng gục ngã khi mà anh ta lao vào trụ. Faker bị trụ bắn hai phát. Đó là một tình huống mà chúng ta thấy độ khó chịu của con Yone lên nỏ tử thủ. May cho bên phía của Brion là anh ta, thật cũng không may lắm. Cái cách lên trang bị của Zed thì nó hơi khác một tí với cái meta hiện tại, là con Yone sẽ lên vô danh xong rồi sau đó thì hướng tới những trang bị chống chịu. Anh ta lên theo kiểu cũ trong cái đội hình của bên phía T1 với rất là nhiều hất tung và một cái hắc ám soi rọi có thể bung vào cái pha combo đó. Và bây giờ khi Baron vừa đáp xuống, chúng ta hãy cùng xem là con Baron tồn tại trên bản đồ được bao nhiêu giây. Tôi đoán là tầm chừng 12 giây, 13 giây là hết cỡ. Dịch chuyển luôn à. Người dịch chuyển là Yasuo của Faker. Sóng âm đã găm trúng, Kerea lao vào, ta đá được hai người mà ngay lập tức có trăng trỗi. Người đầu tiên nằm xuống có lẽ sẽ là Gaming, anh ta chạy được thêm một vài nhịp nữa. Umti cũng đang chạy, sóng âm vẫn cước bay vào. Umti cũng câu được chút xíu thời gian, Honor lại tung chiêu cuối như này không còn trăng trỗi nữa. Zed đang di chuyển tới, anh ta cũng không còn đoạt mệnh để có thể tung ra. Nhưng Faker thì vẫn đang lướt liên tục trong căn cứ của đối phương. Bị trụ bắn khá là nhiều, Faker còn 100 máu, anh ta dựng tường và bị dứt điểm. Bởi So, Gaming thì đã bị truy đuổi thành công bởi Gumayl. Zed vừa rồi có được điểm hạ gục, anh ta giật ngược trở lại. So biến thành na khổng lồ, Honor cũng đang đứng để có thể hỗ trợ cho đồng đội của mình. Con na khổng lồ bị hất tung lên, nó vẫn kịp hất tung hai người. Delay lao vào, rất nhiều CC và sát thương từ bên phía Rion. Họ đổi một trong tình huống đó, nhưng sau đó Delay không còn sát thương nữa và bị chặt gãy bởi Zed. Tình huống này thì là một pha quét sạch tiếp theo dành cho bên phía của T1. Và liệu có đủ thời gian để cho Zed dứt điểm ván đấu này hay không thì tôi nghĩ rằng hơi khó, bởi vì thời gian hồi sinh của Rion hơi ngắn. Khỏa lấp được trên hai cấp độ và hầu hết tất cả những vị trí khác đến từ bên phía T1 đều trên số lượng cấp độ nhất định so với những cái so với các thành viên của Rion. Một tình huống lao vào chưa thành công đến từ T1. Honor là người bị giữ chân lại, anh ta có đồng hồ
Và mở khá tốt từ Rion nhưng họ đang thua quá là nhiều đồ. Faker đã vào chung với lại đồng đội của mình và sau đó không còn nhiều khả năng chống cự từ bên phía của Rion nữa. Double kill dành cho Faker. Bên phía T1 mất một người là Guma, nhưng đó không phải là một nguồn sức mạnh lớn của họ. Và thời điểm này họ dư sức để có thể quét sạch lần thứ 3 ở trong ván đấu. Và 24 phút thi đấu là tất cả những gì mà T1 cần để thắng không và lên ngôi nhất bảng. Một ván thi đấu có phần nào đó mang tính chất giải trí thì cũng không hẳn, nhưng nó thể hiện được cái niềm vui đến từ bên phía của T1 với một đội hình đang hơi tự do một chút xíu. Và cái cách họ thể hiện ở trong ván thi đấu này nữa, có thể thấy như cái sức mạnh đến từ bên phía của Rion họ đã bị bẻ gãy.